Trong nước tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2023. Các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng. Có thể ngừng nhập khẩu trâu bò từ một số nước để kiểm soát chất cấm. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều nhân viên tại cơ sở y học cổ truyền tắm tiên cùng khách. Nghi vấn hai người nhận giải chatbot giống nhau, Vietlott nói gì? Xin chuyển sang phần tin trong nước, thưa quý vị. Theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, chiều ngày 30 tháng 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Trung ương Đảng đã biểu quyết để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đồng thời thống nhất để ông Vũ Đức Đam thôi chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Việc các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng đồng nghĩa với việc sẽ thôi chức vụ Phó Thủ tướng. Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng cho ý kiến về hai nhân sự để Quốc hội khóa 15 phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ. Được biết, ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959, quê quán Nam Định. Từ tháng 4 năm 2021, ông Minh được miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và được phân công làm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Còn ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, quê quán Hải Dương. Từ tháng 11 năm 2013 tới nay, ông Đam giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây vừa thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn năm 2023, theo phương án của Ủy ban Tài chính Ngân sách đề xuất. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng trừ ethanol là 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut và mỡ nhờn là 1.000 đồng một lít, dầu hỏa là 600 đồng một lít. Riêng với nhiên liệu bay sẽ được áp dụng mức sàn trong biểu thuế là 1.000 đồng một lít do vẫn còn khó khăn từ tác động của dịch COVID-19. Thời hạn áp dụng là từ 1 tháng 1 năm 2023 đến hết 31 tháng 12 năm 2023. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2024, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn sẽ trở lại mức trần của biểu khung thuế, tức là 4.000 đồng một lít, nhiên liệu bay là 3.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng một lít, dầu hỏa là 1.000 đồng, mỡ nhờn là 2.000 đồng một kg. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu mỡ nhờn trong năm 2023 nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về việc tổ chức giao thông đối với xe ô tô khách có dừng nằm trên địa bàn thành phố. Theo đó, nhằm giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách và hạn chế tình trạng đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý chủ trương thực hiện phương án cấm xe khách dừng nằm vào nội đô từ ngày 10 tháng 1 năm 2023 của Sở Giao thông Vận tải. Theo phương án này, ô tô khách có dừng nằm sẽ bị cấm lưu thông từ 6 đến 22 giờ theo vành đai các tuyến đường quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định, đường Đồng Văn Cống, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội quốc lộ 1. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải tổ chức cho các xe này lưu thông không hạn chế thời gian tại hai hành lang ra vào bến xe miền Tây và bến xe miền Đông. Liên quan đến thông tin trâu bò nhập lậu từ Thái Lan, Campuchia và Lào đưa về Việt Nam có sử dụng chất tạo nạc để phổ béo, Cục Thú Y đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lấy mẫu xét nghiệm chất cấm có trong thịt tại Hà Nội và cung cấp kit test nhanh cho các địa phương. Tại họp báo thông tin về kết quả công tác năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 vừa diễn ra, Cục Thú Y cho biết trong thời gian qua, việc kiểm dịch nhập khẩu trâu bò qua biên giới được thực hiện theo luật thú y, kèm theo Hiệp định Thương mại Việt-Lào. Đáng chú ý, hiện đơn vị đã gửi văn bản tới cơ quan thú y của ba nước là Lào, Campuchia, Thái Lan đề nghị báo cáo tình hình dịch bệnh, kiểm soát chất cấm dùng trong chăn nuôi nếu ba quốc gia trên không đáp ứng được yêu cầu về phòng chống dịch. Đầu năm 2023, Cục sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định dừng nhập khẩu trâu bò từ ba quốc gia này. Thưa quý vị, mới đây, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ bàn giao cho Ủy ban Nhân dân phường 11 xử lý đối với công ty trách nhiệm hữu hạn chăm sóc sức khỏe y học cổ truyền Hồng Ngọc. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 12, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an phường 11 tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội Ủy ban Nhân dân phường 11 kiểm tra hành chính đối với công ty Hồng Ngọc ở đường Nguyễn Văn Độ. Lực lượng chức năng đã phát hiện tại 4 phòng VIP có 4 nhân viên massage nữ và 4 khách nam. Trong đó, tại phòng VIP 1, nhân viên nữ và khách đang nói chuyện với nhau nhưng không mặc quần áo.
Tại phòng VIP 4 và VIP 5, tổ kiểm tra phát hiện nhân viên massage nữ đang có hành vi kích dục cho khách. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại cơ sở trên do vi phạm về các quy định hoạt động phòng cháy chữa cháy. Mặc dù đang trong thời gian bị tạm đóng cửa, nhưng cơ sở vẫn đón khách tổ chức tắm tiên và bị cảnh sát kiểm tra phát hiện. Thưa quý vị, sau 16 giờ gây án, Vũ Đăng Mạnh, nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành đã bị công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ. Cụ thể, vào ngày 30 tháng 12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt được nghi phạm sát hại vợ chồng giáo viên ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành vào sáng cùng ngày. Nghi phạm là Vũ Đăng Mạnh, sinh năm 1999, trú tại xóm Ngòi, thôn 3, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Bước đầu, Vũ Đăng Mạnh đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng giáo viên. Theo công an, khoảng 2 giờ chiều ngày 30 tháng 12, Mạnh lẻn vào nhà nạn nhân. Khi bị phát hiện, anh ta dùng hung khí tấn công vợ chồng chủ nhà. Người chồng tử vong ngay tại chỗ là giáo viên trường trung học cơ sở xã Mão Điền, còn người vợ chạy ra ngoài kêu cứu và hiện trong tình trạng nguy kịch là giáo viên trường tiểu học Mão Điền. Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội rộ lên hình ảnh của hai người chơi vé số Vietlott trúng giải jackpot có nhiều điểm giống nhau, dù tên được viết tắt khác nhau trên bảng nhận thưởng. Liên quan đến nghi vấn của cư dân mạng, đại diện Vietlott cho rằng Vietlott là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Tài chính quản lý. Các hoạt động của Vietlott tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung thực, khách quan và minh bạch. Vì yếu tố hai mặt nạ, Vietlott cho biết gần đây đã sản xuất một loại mặt nạ duy nhất, thể hiện biểu trưng may mắn là người tỷ phú Vietlott. Ngoài ra, đại diện đơn vị này cũng khẳng định tất cả các buổi lễ trao giải thưởng jackpot đều diễn ra công khai, có đầy đủ thông tin trên website cũng như thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, hồ sơ trả thưởng, thông tin người trúng thưởng cũng được lưu trữ theo quy định của pháp luật để các cơ quan kiểm tra khi có yêu cầu. Đồng thời nhấn mạnh, nếu có gian lận thì Vietlott không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phát đi thông báo về thông tin bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch 2023. Trước đó, một số cơ quan báo chí phản ánh thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch 2023 tại 6 địa điểm, bao gồm sân vận động Mỹ Đình, Hồ Gươm, Vườn Hoa Lạc Long Quân, Công viên Thống Nhất, Thành cổ Sơn Tây và Hồ Văn Quán. Tuy nhiên, đại diện thành phố cho biết thông tin này không chính xác. Bên cạnh đó, chỉ nhấn mạnh thành phố chỉ tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch 2023. Mặt khác, liên quan đến đón Tết Dương lịch 2023, Công an quận Hoàn Kiếm đang triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội cao đao, đếm ngược, chào đón năm mới 2023 và giải chạy bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2023 sẽ được diễn ra quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm vào rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức lễ khai trương không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận. Tuyến phố đi bộ trên được đưa vào hoạt động đúng dịp Tết Dương lịch, giúp người dân Hà Nội có thêm điểm vui chơi vào năm mới. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết, phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm gắn liền với ẩm thực của người dân, từ đó phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn phát huy di sản văn hóa của dân tộc. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân sẽ tiếp tục hoàn chỉnh thiết kế đô thị, đầu tư nâng cấp chỉnh trang cảnh quan, góp phần thu hút đông đảo du khách và người dân. Ngoài ra, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án. Theo đó, quận sẽ hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 của Công viên Thống Nhất, đồng thời nghiên cứu mở rộng hơn đối với các đoạn tuyến phố xung quanh Hồ Thiền Quang. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, số bệnh nhân nhập viện cấp cứu do đột quỵ não tại trung tâm cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai tăng lên rõ rệt. Về vấn đề này, các bác sĩ cho biết, một trong những yếu tố khách quan thúc đẩy chính là điều kiện thời tiết lạnh. Về bản chất thì thời tiết lạnh không phải là yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, nhưng tình trạng nhiễm lạnh đột ngột lại làm tăng nguy cơ đột quỵ não. Đột quỵ xảy ra trên nền các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, đó là đái tháo đường, huyết áp cao, mỡ máu cao, bệnh lý van tim, bệnh lý nhịp tim, những người hút thuốc lá, những người thừa cân béo phì. Do đó, với những bệnh nhân khi đã có bệnh nền mãn tính, cần phải thực hiện nghiêm túc chế độ điều trị do bác sĩ hướng dẫn. Đặc biệt, với người cao tuổi cần đặt áo ấm cạnh giường ngủ để mặc ngay khi thức dậy, mặc đồ ấm trước khi ra khỏi phòng tắm, mặc ấm trước khi mở cửa ra ngoài trời lạnh để giúp bảo vệ cơ thể tránh nhiễm lạnh đột ngột. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.